Rồi bây giờ mình đi vô cái ruộng của anh Tư Lượng mình thăm cái ruộng nha. Bữa nay là ruộng ảnh xài là áp dụng vừa kết hợp phân hữu cơ và kết hợp cái NPK. Thì hôm nay lúa là bữa nay được mấy ngày anh Tư? 50 để coi nay 13 50 57 ngày rồi. 57 ngày rồi. Đó. Thì là bữa hổm đón đồng lúc 45 ngày hả? 45 ngày. Dạ, nhìn dàn lúa dữ quá, đi vô sâu ở trong coi. Lựa chỗ nào đẹp đẹp quay anh Tư. Bỏ dài dài thế nào hồi cũng lỗi à. Đây là hai bên. Một bên là bên này cũng xài hữu cơ nhưng mà của một cái hãng của anh em khác. Ở bên này xài cái hãng phân gà của tôi đang thực nghiệm. Từ lúc gieo xạ cho đến lúc lúa hôm nay giờ năm mấy ngày rồi? 57 ngày. 57 ngày rồi. Mình xài hổm gà thấy bộ rễ thấy sao anh Tư? Bộ rễ thấy ngon lành đó mà. Thôi giờ mình muốn chính xác là mình dạch dòm đi. Dạch dòm phải không? Ừ. Đi kiếm chỗ nào thưa thưa đi cho dễ thấy. Lần này đi từ dễ thấy. Coi trên đó có bật cái mic lên chưa nghe Tùng đấy thôi. Chưa bật giống như hổm quay bên clip mình sổ quýt. À hiển hình là được rồi. Đây dễ thấy rồi đó. Nó cái nhánh nó đẻ vẫn ok phải không? Đẻ ok. Thì giờ nhỏ nhỏ bụi lên thì coi cái rễ này sao ha. Được rồi, có nhỏ dạ, rồi. Luôn mình dạch cho dưới rồi giờ cái bộ rễ cho nó ăn luôn ấy luôn. À đây nè Tùng ơi. Nè nhìn bộ rễ nè Tùng. Chào ông. Quan sát đó. Nhìn nè. Nè bà con nhìn nè, thấy không? Cái bộ rễ này thối thần không? Không biết lúa của bà con tới cử này thì lúa lúc trước xài hóa học thì nó có bộ rễ vậy không anh Tư? Đâu có được cái gì. Không được vậy hả? Một hai rễ nằm vàng vàng cho em để chơi thôi. Nhìn nè, nhìn nè bà con nè, không? Nhìn cái bộ rễ thối thối thần không? Này còn cái này là cái hạt phân này rồi anh mới rước cái cử đóng đồng. Còn này là 17 ha, mấy gì 15 năm 25. Ha. Hết hồn cái bộ rễ luôn chàng. Nè bay qua đây cũng vậy nè. Điều chứ không phải là chỗ có chỗ không nha. Điều hết luôn nè. Đánh này đều nè, đi dài lại đây chỗ nào như thế này nè. Nè, thấy không? Để anh Tư anh dạch đi cho nó chính xác hơn nè. Đây nè, đây nè, đây nè, ông con mới dễ nè, mới giữ nè, thấy không? Thấy giữ dần chưa? Ờ, rồi. Thấy không? Chào, tí nữa mình đi qua mình coi cái ruộng vô cơ cái nữa đi để cho mình có một cái nhìn khác. Nha. Chứ để thôi mình dạch cái ruộng hữu cơ không? Thì bây giờ ở cái ruộng của anh Tư bữa nay là xài chính xác là mới có 30 kg hữu cơ thôi nha bà con. Có nghĩa là ở cử anh xài nó có ba cử, cử thứ nhất á là cái cử lúc mà ảnh vùi rồi tới cái cử thứ hai là lúc mà 25 ngày á anh Tư, 25 ngày cắt nước á, 25 ngày ảnh cắt nước ra xong, có nghĩa là ảnh cắt nước xong là ảnh vừa cắt nước là ảnh gãi liền thì nó bám lên. Thì cử thứ ba lúc lúa mình mấy ngày nữa anh Tư, phải không? Đâu có ấy chứ, mình vùi rồi cử vùi. 8 ngày cử 25 ngày, cử 25 ngày là ba cử thôi. Còn cử đón đồng thì ảnh không có gãi cái hữu cơ này mà ảnh gãi cái 15 năm 25. Đó là 14 kg 15 năm 25 nha. 13 kg vậy? 13 kg à. Tính tới chi phí hiện tại luôn, tới hiện tại luôn là nãy anh em mình ngồi tính là mới có 800 ngàn. 800 ngàn. 800 ngàn chính xác nha bà con, 800 ngàn chính xác luôn. Cái này là chính xác 100% đó. Chính xác 100% á. Ở đây là tại trường sưng của thấp 10 mình nè. Trà lúa này tôi bao ông khoảng một tuần nữa nó gần chỗ ông thấy nó ghê lắm, nó đâu có bóc kẹn nó ghê lắm chứ. Dạ, để bữa nào chỗ em sẽ về em quay một cử nữa. Coi như là cử này mình đi thăm coi cái lúa này sao thôi. Mà nhìn cái lúa này là thấy nó chắc lòi cái rễ nó về thì bao đổ ngã luôn đó. Thằng em tôi bánh nó qua nó rồi, bao đổ ngã. Thiệt, lúa này là bao đổ ngã thiệt rồi, quá dữ. Tại nó gió quá chứ nếu mà bình thường đứng dòm thấy nó cũng thấy tí. Ông thấy nó phè cái đọt ra phải không? Đúng rồi, quá trời luôn. Này là hổm gà mình xài mới có một cử đầu ôn quá anh Tư. Mới con cử gọi nó ha, cử nuôi đồng nó mới hai cử. Hai cử đầu ôn rồi. Tại mình ngừa thôi chứ còn nữa. Ngừa ha. Anh xài hiện tại thì theo như anh Tư anh chia sẻ là nó hầu như là nó giảm được rất là nhiều cái vụ mà sâu bệnh luôn á. Là chứ không phải là nói là lúa mà cái rễ là này. Điều trợ cho nữa không? Rễ nó trắng. Này nó bao đổ ngã luôn cái rễ dần rễ kiểu đó mà. Đấy là lúa mà gió mà thổi thấy cái đọt là nó quơ thấy nó khác liền. Vậy lá lúa hơn bên đây. Vậy hơn luôn hả? Thấy nghe anh Tư anh khen là thấy không có cái okay. Nào mình chứ. Không có, mình nhìn cái tầm mắt thôi. Dạ. Quay hai bên luôn đi, cũng là xài hữu cơ với nhau nè. Nó đồng đều hơn. Dạ. Nên là xài hữu cơ với cái nhau. Lá bên đây nó nù hơn, nó lục hơn.
là mình dạch bên này cái đi anh Tân, anh dạch cho cái này cũng hữu cơ nè, nó cũng có ấy thôi, nó cũng có rễ nhưng mà rễ không bằng phải không? À, rễ không bằng ha. Nó có bị bú nữa phải không? Ủa, bú đâu, bú đâu, bú đâu? Bú rễ đó. À, nó có cái cục nó nù nù ra đó. Ờ, bên mình nó đâu có. Kiên Giang là nhiều nhất à. Mà bên mình nó ít xỉu quá. Xài của mình là hình như nó không có bị bú không? Ít, ít nha. Tỷ lệ ít, ít dữ rồi. Tại do cái đất mình nó thoáng á. Hữu cơ này cái chuyến rồi ông đi á thấy đèo 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 phải không? Thấy ghê quá bà thiệt rồi, tôi nói thiệt là tôi không có, tôi là cầm lòng mạnh nhất tôi mới dám thôi chứ còn nếu mà gặp người ta là không có chịu nói đâu. Tâm lý phải vững phải không? Ông pha đó ông kêu tôi là cái giai đoạn 32 ngày tôi không thảo gì mà cái đó ông kêu tôi là ông về ngoài rồi ông điện tôi vô nói thôi mình vô nơi chút đỉnh đó đi anh Tư ơi. Tôi nói thôi anh ơi khỏi, tôi chịu đựng nổi. Nhưng mà lúa tới giờ thấy quá ngon rồi nè. Cái nào mà lúa mà đứng gió là dữ lắm á. Chưa có. Trời này cái cái cần 25 ngày là cái giai đoạn đó, nếu mà chỗ nào mình có rải hữu cơ nhiều mà cái kiểu nào ít rải hữu cơ là ít rải nè. À không thì mình sửa mà. Dạ. Cái này vết này là nó hơi tiền nè, hôm đó rải ít xíu nè. Là nó rải ít liền. À có nghĩa là mình thấy phân biệt là nếu mà cái chỗ nào mình rải hữu cơ ít á là cái rải ít hơn. Ừ. À đúng rồi nè. Chứ đâu phải mà chỗ nào nên như chỗ này. Chỗ này anh gãi hữu cơ ít thì gãi ít hơn nè. Vì lúa mình đó đất bào nó xanh hơn thì mình phải ít gãi hữu cơ hơn chứ. À cái chỗ này là cái lớp đất anh không có bào, còn chỗ kia là anh sắn hết một lưỡi giá rồi. Miếng ruộng này là người ta anh Tư anh đã sắn một lưỡi giá xuống để vô đắp cái nền nhà rồi nha bà con, chứ không phải là ruộng một cái miếng đất người ta mình cũng chưa có chuẩn rồi. À, người ta ảnh đã lấy một cái lớp đất mặt đi để đó vô đắp cái nền nhà rồi mới 2 năm phải anh Tư. Chiều này mát mát thăm ruộng đá quá ta. Sáng giờ không loại đây, sáng giờ đi trốn thuốc nào mà mới về nãy đấy chứ. Từ cái nhà không? Có, ông mới về. Ông mới bị mấy cái máy nó hành không? Mấy này khối. Qua đi luôn mà. Cái đầu cây thằng này nó so tính ra nó so đồng hơn đó. Nó đều hơn đúng không? Đều hơn. Cái mã đồng bên này nhìn nó đều hơn. Cái trà lúa đó nó không có sập sồi. À, bên này thì nó hơi lọt sọt xíu nè. Giờ em thấy cái vàng lá, giờ em thấy mà làm cái vàng mà tí kinh phí mà có nhiều đây. Mà cái bắp như vậy là nó chỗ ra là thế nào cũng tới to hơn đúng không? Đúng rồi. Để em nhổ một cây kìa. Cái bắp như vậy là bình thường nó to hơn ta hả? Bắp nó gì, so sánh gì là nó đâu, cái... Đâu anh chỉ em coi nó khác với nhau cái chỗ nào đâu. Nhánh một đó. Đây nè, tất nhiên là cái cây lúa này nó giữ rồi là cái lá từ dưới ấy lên tới đây làm xanh luôn suốt luôn nè, thấy không? À nó xanh từ dưới lên đây tới đây nó đều luôn. Không phải nó trễ nhưng mà có cây nó xim lo thôi chứ nó không ấy. Cái miếng bên kia bữa hổm bị đau mà muốn sập nó giờ sao rồi? Cũng được, cũng cứu rồi cũng được. Này đứng lá là dữ không? Đứt. Được, nó thấy nó không đã. Đi qua miếng ruộng mà không có bị lấy lớp đất mặt này coi sao? Nó bị hì hà hơn dữ lắm mà. Không xuống màu nha, nó kèm riết mà tới cái giai đoạn tôi đón đồng luôn mà nó cứ nó trựng nó không có giữ. Nó sực 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 thêm gãi đón đồng nó vô luôn rồi. À. Nó không có xuống màu. Không tụt màu luôn, bởi bữa anh điện em nói trời anh canh giùm em đấy chứ. Cái màu nó tranh đó. Dạ. Rồi mình không biết mình sợ mình vô đó, mình giải phân thêm rồi nó vô rồi nó giữ không á. Dạ. Miếng bên này là mình xài... dưới nè, cái 10 12 kg bò sữa thì được. À.
dài dài lên kia đứng gió rồi mày. À cái độ rễ nó ít hơn thiệt nè. Ít hơn. À, quay quay đây luôn cái tùng. Cái bộ rễ là nó ít hơn hẳn thiệt đó nha. Đây mình nhìn nè, cái này là anh xài cái con bò sữa một nữ thôi. Lúc đi gùi thì cái bộ rễ nhìn nó ít hơn rõ ràng ha. Đó. Còn cái tạng lúa thì mình không biết so rồi. Tại bên này là đất không có lấy lớp đất mặt. Lúc kia là mình nó lấy một lớp đất mặt rồi nó không có so vậy, nó không có công bằng được. Nhưng mà nhìn má lúa thì nó tương đồng nhau thôi. Mà nhìn bên này quay ngược qua cái này. Nhìn kìa. Nhìn cái má lúa kìa. Không mà tôi phân biệt là có thể là cái mã lúa này ha, cái chạm đây thì không biết sai cái mã này á, cái mã này là nó phải 90 ngàn mình không biết cái để cái nó đủ rồi sao ha. Dạ. Mình tin tưởng là cái hữu cơ nó sẽ rồi. Dạ. Em là rồi em làm thì em thấy nó gọi á. Cái hạt nó chắc tới cậy luôn, không lấy một hạt nào. Ngay trong miếng mình chỗ cái số hạt trên bông thì nó không lại bên đây thôi chứ mà cái đặng ký có thể nó nặng. Dạ nặng hơn. Được rồi, cắt ra bất ngờ chứ lúa chú bảy dưới mà cắt ra bất ngờ. Không, cái lúa đó thì nói chung cái đầu cây thì nó hơi yếu thiệt nhưng mà cái độ gọi á. Dạ, đây là gọi không sao hữu cơ không, không cần nào bị cao luôn mà. Để em cải tạo đất mà. Cất nhà. Không, mà mình đánh giá cái đợt đó, đi đánh giá, tôi nghĩ là lúa đó nó sẽ gọi thôi. Dạ. Mình phải sánh hai bên là cái trà lúa nó bị. Hai thòn qua mặt lúa nó bằng, làm tự nhiên làm kỹ ghê. Đó, tôi làm giống thời gian đó sao. Mặt lúa nhìn thấy đá ghê. Cái này hổng bằng vỏ cánh phấn nè. À. Nó hết rồi nó mới đó. Là cái này nó bị sao anh Tư? Này hả, bỏ cánh phấn hổng nó đu cái giai đoạn đó rồi cái độ nó vàng cái lá đó. Vậy là nguyên cái top này nó bị sẽ bị lép hết hả? Không không lép, nó lép vào. Không. Rồi sao nó bình thường? Hồi nãy em thấy cặp bị cặp phục hồi bình thường. Mà giai đoạn này mình không xịt luôn ha, tới chỗ là nó hấp ngang. Chứ còn mình có xịt rồi là cũng như nó mất luôn rồi đó. Dạ. Rồi coi nãy em đi ngoài đường em thấy cặp bà sáng quá trời luôn mà. Không, nó cũng không đến vậy chứ nó cũng không đến đổi. Miếng này của bên là sử dụng liêu thái rồi phải không? Không ạ, miếng này hả? Có đi lụng liêu thái không? Không. Miếng này xài gì? Thì cái này cũng phân là bò sữa. UG nè, bò sữa nè, đầu tiên thì dùi bò sữa. Dạ. Sau đi 8kg UG. Dạ. Sau đi 11kg 17-18. Sau đi 14kg nano đó. Chi phí nó cũng ra là cũng chèm chèm nhau gì. Chi phí hả? Chi phí nặng không? Chắc cái này là nếu mà cái bên cái để coi mình tính được lượng 8, 11, 19 rồi. 19 với 14 33 33 ký. 33 606. 606. 606 với kia 12 ký con bò sữa nữa. 600.000 bao, 12.000 ký. 240. Cũng na ná vậy không ơi. Là nó khoảng 700 mấy. Từ với nãy 606. 800.000. Gì 900.000 chứ. 800 à. 606 với 100 mấy à. Dạ, nãy 12 kg 12.000 kg đúng không? Ừ. 10 kg là đã 120 kia là 224.000 nữa. Ừ. Là 124.000 với nãy 606 144.000. Ờ. 144.000 với kia 606 nữa. 606. Rồi như 600 đi, 606, 800.000 cũng bằng nhau à. Bằng nhau. Nhưng mà cái lượng đất bên đây đó là cái đất màu mỡ người ta còn hơn. Rồi. Đất này màu mỡ hơn tại do là bên kia lấy hết lớp mặt đất hết lưỡi giá của người ta rồi. Sao cho. Có cái miếng nào mà vô cơ không ta? Có miếng nào mà không sử dụng bò sữa luôn không ta? Không mấy cái đó đâu, không có đẹp. Của người ta ha. Ờ, của người ta mình để mình so cái bộ rễ thôi. Không ăn đâu. Thấy khác liền. À, để mình có ra hai cái màu lúa sẵn đây. Bên đây tự nhiên có cái vô tình ở bên này bò sữa bên đó cái không được gà. Hôm nay em đi chặt cái bài thuốc rồi, bài thân ra chứ chặt bài phân xíu không? Em muốn quýnh cái ông đó nó quá này. Nó bò qua khỏi. Nhìn kìa, nhìn hai miếng cuộn. Nó bò vậy nó bò qua khỏi. Cái miếng cuộn hũ cơ gà nhìn cái màu nó bằng thiệt ghê này. Hơn cái đọt rõ ràng kìa, cái lá nó ngắn hơn. Ủa, miếng này cho cái lá chiếc này chiếc là nhiều này. Này hả? Cái miếng này chính giữa không? Cái cặp bài sáng này sao dám to? Mình bước xạ nó có đâu đều như mỹ muốn nhà đâu ư?
đó đó rồi chánh tông là qua vô cơ không đó. À, nhìn cái màu lá nó sụ hơn kìa, thấy không? Ừ, lá nó lướt lướt kiểu kỳ lắm. Này là UG Humid với đấy nè. Này là... À, lần này bây giờ mình qua cái miếng là sử dụng cái UG và Humid không? Không có ông chủ ruộng ở đây là mình vô mình quay cái chân tí thiếu thôi nha. Chỗ này là thấy nó im chứ còn nhìn màu hơi khác chút xíu. Đừng có quay cỏ, người ta ta cười chết luôn nít. À, quay chỗ này thôi, không có quay cỏ. Quay chỗ cái miếng mà không có cỏ thôi, cái lõm chỗ này thì rồi mình dập cái ghế thôi chứ không dám quay sâu đâu. À đúng là cái bộ ghế nó không có bằng luôn cái ở bên chỗ cái con bò sữa và cái ấy luôn nè. Cái bắp thì nó cũng không mập hơn. Không, nó đâu có lợi. À. Cây nó không có nụ. À, nó không nụ hơn bên cái chỗ cây hữu cơ mình thôi chút xíu thôi mà không? Chỗ này là chỗ đặc biệt, chỗ này là cái đất nó đúng không? Bừng dữ lắm đó nghe chứ còn sao. Dạ. Cái này là dòng cái cua ngay chỗ cái máy xới nó xây dòng là cái gì. Thôi kệ đi, hơi cỏ mà không dám quay ra thôi, vậy được rồi, biết vậy là được rồi. Giờ mình thấy cái đọt xả cùng đồng thời một đợt đó, một ngày luôn đó. Miếng bên này của anh hả? Ờ, này của tôi từ đây chứ lên nha. À bên trong luôn hả? Đâu có nữa hả? Thằng cái 500 là nhiều lắm à. Nó chổng chắc giàu à. Không, mà nhìn cái hàng hóa của cái miếng đó của mình thấy nó đã thiệt rồi. Đã, nó tôi thấy nó mỗi ngày nó mỗi khác nữa. Cái lá cái lá bởi vậy xe hữu cơ là phải hiểu mới được, chứ không là vô tâm lý yếu mà đẩy đi cũng ghê là đúng rồi. Nắm có con nó giỏi quá. Dạ không này giỏi mà thấy lúc mà mới gieo lên cái vàng bát xuống cái xỉu luôn. Phật liền hả? À? Phật liền mà lá nó sụ. Thôi em gắng cố gắng em theo dõi từ đầu đến cuối để quay lại cho bà con thấy được cái quá trình nó đi vàng kè đến lúc mà nó xanh lại. Cái khu mà đó nếu mà đất nếu mà đúng con gà hữu cơ gà đưa qua khu này nè. Dạ. Một cái đẹp dữ dần lắm. Đó để vụ tới mình áp dụng. Trà lúa là ghê lắm. Nhau đi nhưng mà nó đẹp không? Nó nhìn nó nhìn thấy cái trà lúa là nhìn thấy nói chung nó đã dữ lắm, nó cái cây nó nuôi được cái bờ bờ nó quay ngược lên gió xíu cho nó đẹp. Mà nhìn cái lá nó cứng tới nỗi mà gió thấy nó khác được cái ruộng cái bên luôn mà. Là anh em mình coi như là đi thăm ruộng của anh Tư xong rồi nha. À bây giờ anh em mình đi vô thì bây giờ lúa đã được 57 ngày rồi, để vài bữa nữa lúa nó sẽ ra. Thì nãy giờ anh Tư anh chia sẻ về nguyên cánh đồng của anh đang làm đó, thì tới giờ hiện tại là chi phí tới hiện tại luôn, chắc tới thu hoạch luôn, đâu còn xài phân nữa anh Tư. Rồi xong rồi đó. À, mà thấy cũng không có sâu không có bệnh gì hết trơn, toàn là xịt ngừa với cái ngừa bệnh đầu ôn thôi á. Rồi thì bây giờ là nếu đây là người thật việc thật, tôi sẽ để cái số điện thoại của anh Tư ở bên dưới thì bà con có thể thông tin liên hệ với anh Tư hỏi xem anh cách làm nó như thế nào. Nếu mà cái ruộng này mà anh Tư có lấy một cái lưỡi giá pha đất xuống nữa là nó rất là đẹp luôn á, giống như miếng bên kia luôn. Nhưng mà anh ta lấy một lưỡi giá vẫn còn đẹp, vậy là cái thật đánh rất là cứng. Thì đó là những anh em tôi đi làm từ người thật việc thật để cho bà con xem mà có thể ảnh hưởng được đồng ruộng. Thì bà con hãy like, follow theo cái kênh của tôi đó để mai mốt tôi làm cái lúa mà lúc mà chỗ xong đó thì để cho bà con tiếp tục theo dõi nha. Giờ hẹn bà con gặp lại ở những clip sau. Rồi mình đi vô thôi. Này mai mốt mình cũng học hỏi những người cao hơn mình nữa, thí dụ mình đóng góp với nhau đó chứ không phải là gì thôi. Đúng rồi, em quay là chủ yếu là từ cho bà chia sẻ thôi. Có nhiều người hỏi dữ lắm luôn, nhiều khi em nghe điện thoại mà ban đêm 8-9 giờ mà gọi em nghe bình thường à. Rồi tâm sự nửa tiếng ngồi giống như cái ông người ta gọi cho anh cho ổng á. Chỉ sao mình giảm lại. À có nghĩa là nếu giảm lại, nếu mà ở cửa đầu mình nhích thêm miếng là cửa gì mình cắt lại là cứ như nó đã đủ trời rồi. Chủ yếu ở cửa đầu là mình cho nó đẻ nhánh. Đúng rồi, cái nhánh vậy là bắn đúng không? Ừ. Một nhánh chính, hai nhánh chèo. Ừ. Ở cửa hai là lúc mà anh tắt nước anh xiết ra là anh gãi cái phần hữu cơ xuống rồi để nuôi hai cái chèo con. Ừ. À, là tất nhiên nó cấp đó là nó không bao giờ nó chết nữa. À hai cái hữu cơ mà nó có tác dụng nuôi hai cái chèo con vậy mà quả đúng không? Đúng rồi. Bởi vì cái cách xài của mỗi người khác nhau á, rồi đưa ra một cái quy trình chuẩn cho sử dụng phân hữu cơ này không phải là chuyện dễ. Cái này nó dày quá nè, bởi vì mình dùng như vậy cái đúng theo cái hàng cả 8 kg 10 kg đưa cái là cày banh banh. À. Là cái ghế nặng nữa, ví dụ mình gãy là cái ghế là nặng nó ban lên trên gì à. Ăn chắn. Rồi coi có quay là cái khúc mà cái hạt phân mà nó lên cái ghế mà nó bò nó ăn. Đó hơi trễ đó chứ, quay sớm chừng 2 ngày nó đã dữ vậy. Dạ. Là cái vừa cắt nước xong anh gãy rồi nó bò lên liền luôn hả? Thì cắt tối đa chừng 2 ngày rồi. Mình gãy xuống nó cái lợi nó bao cái hạt phân nữa nó ăn phân liền. À. Ghế nó lại nó bò liền. Mà cái phân này mà nó nuôi được
lá mà tới đó mà từ dưới gốc mà lên tới ngọn mà cái màu lá nó không tụ luôn mà hay đó. Rồi tới lúc thu hoạch luôn cái lá đài vẫn còn nguyên luôn cho anh coi, nó xanh kết hợp với thuốc nữa nó mà nó hiểu chưa. Tôi cũng không có thấy nó vì mình tình cờ mình nói nữa cái bữa đó xong rồi ngồi sẽ thấy ủa sao tự nhiên cái hộp phân nó xanh hộp phân gì mà cái ghế nó bao có cái nó bao không muốn giáp cái hộp phân luôn gì đó. Nó có cái con hệ thống vi sinh trong đó nhiều lắm, nó làm cho đất mình nó xót thiệt. Mới kêu cái ông anh ngay chỗ nhà đó tại vì mình đi ra thăm động tôi kêu mắt qua kêu ông giờ cái gì là phân này là nó có dinh dưỡng là sao nó lại nó bu quơ đúng rồi mà có dinh dưỡng nó bu với phần nó xốp. Cái hệ thống vi sinh với nó lợi hại lắm nha, nó làm hoạt quá cái đất của mình tốt. Nhưng mà bên này là thử nghiệm bây giờ là cái chi phí nó cũng ngang mình chưa hay là thấp hơn rồi? Cái này giờ nó cao hơn mình nữa, cao hơn rồi đó hả? Có cái phân á, cái lượng phân nó cao hơn 10 hết ký phần. À hồi nãy vậy là nãy cái bản hồi nãy là anh đưa từ cái bản là thằng này à. Rồi hiểu rồi. Giờ là nhưng mà cái giai đoạn ba mấy ngày thằng này nó có đi hết mười mấy ký hữu cơ nha, mình không có đi. À thằng này nó còn đeo nữa chứ không phải gì nha, nó thằng này nó đang bò lên, nó đang ăn nơi hữu cơ lên từ từ. Còn của mình giai đoạn hai mấy ngày nó hữu cơ của mình hơi yếu à, cái màu vậy là thấy lụm rồi đó. Lụm rồi nó thấy so gì nữa, tới đây là thấy lụm rồi, đợi tới lúa chỗ làm cái nữa rồi tới thu hoạch làm cái nữa là ok. Nó bầm đen một tiếng thôi, mệt rồi nghe đừng làm chắc không có đâu, em cũng làm luôn à, chủ yếu làm thực tế mà.